Ủy ban chống khủng bố Liên Quốc gia Liên bang Nga cho biết là 7 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt trong chiến dịch đặc nhiệm tại làng Semender, ngoại ô thủ phủ Makhachkala ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga vào ngày hôm qua 18 tháng 1. Theo ủy ban trên, lực lượng chống khủng bố đã phát hiện nhóm vũ trang trên trong quá trình truy nã những thủ phạm đã gây ra hai vụ nổ liên hoàn tại một nhà hàng ở Makhachkala ngày 17 tháng 1. Theo thông tin cập nhật, số nạn nhân bị thương trong hai vụ nổ trên đã tăng lên 16 người, trong đó có 4 cảnh sát. Chiến dịch truy quét khủng bố bắt đầu từ nửa đêm 17 tháng 1 ở làng Semender. Lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Liên bang và Bộ Nội vụ Nga đã phong tỏa nhóm vũ trang trên trong một ngôi nhà riêng. Nhóm vũ trang đã hai lần tìm cách tấn công phá vòng vây để trốn thoát, tuy nhiên đều bị lực lượng an ninh ngăn chặn. Hiện đã xác định trong số các phần tử bị tiêu diệt có tên Mahmoud Aliyev mới được chỉ định đứng đầu nhóm khủng bố trên. Đáng nói là trong số này có vợ quá của một phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt trước đó và đang được nhóm này huấn luyện đánh bom liều chết.